đúng rồi, hai này đi mua ngoài chợ nó mắc. Đây là quy trình làm nước rửa chén, đây là bước đầu tiên. Ban đầu lấy nước mình phải lường, mình không có cái độ để lường, mình phải hứng từng ca nước. Là một thao là bao nhiêu ca con? Thao này 14 ca nè, thao kia 6 ca. Rồi 20 lít nước rửa chén. Bên kia là tầm một thao rồi đó. 20 lít là nó sẽ còn 10 lít nước đậm đặc. Thao vẫn còn 20 mà. Ở đâu mà nó rút mắt cái gì? Sau khi sư cô lấy nước rất là mệt, tại vì là đi khoảng 50 lần. Giờ đó thầy vô tiếp sức. Thầy là làm ra bán không được rồi nè. Không, cái này mình xài thôi. Nước này nước gì? Nước này hả? Nước tạo bọt phải không? Ừ. Cái này là nước tạo bọt. Cái này là tạo bọt. Là cái này là cái này xà phòng đó. Cái này 1 ký hả con? Đúng rồi, xà phòng đúng rồi đó vậy. Cho nó lạnh nhiêu gói đó nhiêu. Chắc nửa ký nè. Không đâu, mấy lạnh đâu. Lạnh quá. Ừ. Phải nói lên cho tao để biết chỉ cho làm. Đây là cái bột nhuyễn. Là cái đó là chất để làm đặc. Em đổ vô con. Đổ vô thôi, đổ không được. Đổ lộn quá không? Sợ lộn quá không? Không. Tạo bọt. À, còn bột này bột đặc nè. Đây là bột tạo bọt nè. Là nó giống như mấy viên cướm để ăn vậy đó. Mà ăn là chết nha. Cái gì? Bột lập đặc. Bột mịn này, bột lập đặc nè. Đó, giống như là đường vậy đó. Mà đừng có uống cà phê mà canh không biết, múc bỏ vô đặt luôn á, cái ly cà phê. Con năm chuẩn bị lên YouTube đó. Đấy này là làm bọt đúng không con? Ừ. Đó mình phải đổ liên tục vô. Bốn bịch này là nhiêu ký con? Bốn bịch 2 ký. 2 ký là để trong vòng 14 lít nước. À, à, 2. 2 ký không? 14 cả 28 lít. Bốn bịch nó xong đủ vô. Đủ. Đủ rồi không? 2 ký là 48 lít nước. Đặc biệt cái này phải có cây quậy. Ủa cái này đâu phải 48 vậy? 14, 28 lít. À, 28 lít mới đúng. Đó, rồi mình sẽ quậy đều. Mình quậy liền nha, không thì nó sẽ đậm đặc. Rồi, cái này là chất làm đặc. Phải có cái cây quậy thần thánh. Đây, cái cây quậy của sư cô rất là đẹp. Đó, phải lựa cái cây này là cây phong thủy. Cây phải có hai càng đưa ra. Đó, mình cứ đổ vô hết. Giờ cái này là bao nhiêu thầy? Cái này 12 lít nước, còn có miếng giấy kìa. Thầy sao miếng giấy kìa? Có. Ờ, cái này là 12 lít nước. Quyền lên gặp ông à. Cái này là 12 lít nước với lại 4 bịch luôn á. À, thầy. Đó, mình quẩy lên. Bên đây là 12 lít. Bên đây là 28 lít. Thấy chị quyền lên xong chưa? Đó, mình cứ ngồi quậy cho đều. Quậy là phải cười nghe chưa? Đó, mình cứ quậy cho đều. Quậy khoảng bao nhiêu thời gian cô? Quậy ít hả? Quậy chỉ 10 phút mà thôi. Dạ, 10 phút. Là nếu mà yếu yếu cũng quậy không nổi đâu. Sư cô quậy quen rồi. Một năm làm bao nhiêu nước đồng giác? Ủa biết nhiêu. Con mà sao không mình lấy hai cây mình quậy hai tay con? Hai tay lấy chân ra ngoài hết luôn á. Năm chuẩn bị lên mạng. Làm nước bị chén. Bây giờ là bột màu mình bỏ vô nè. Này là màu cam á con. Chanh đó, màu vàng chanh đó. Nhưng mà mình bỏ màu khác được không con? Được, màu trắng không? Mình để trắng cũng được luôn. Như để không cũng được nhưng mà bỏ màu cho đẹp hả con? Ừ. Để ra nước cho chén nè. Này là nước cái này bột thơm. À bột thơm. Nước thơm, tinh dầu thơm hả con? Ừ. Đổ vô. Để mình đổ chanh. Sao mình không làm một khác cho nó hay hay con?
sử dụng truyền thống hả? Ta bán vậy sao xài sao làm vậy? Thì cô có biết chế biến. Nấu chanh cũng được mà chanh đâu có nhiều đâu. Mình sống nặng chanh tôi rồi con. Chanh đâu có nhiều đâu làm. Xong hết đó. Cứ quậy đi là lát nó đặt. Chưa đổ mấy bột lên đây qua mấy bạn. Hay vậy được ta. Rồi, giờ mình sẽ trộn hai thứ lại. Rồi, nước cái chén đó. Rồi nó sẽ ra một cái nước đôi chén. Đó, giờ mình cứ mình bây giờ mình chỉ quậy đều lại một chút hai cái trộn lại. Rồi sau đó đợi bọt nó tan. Hết bọt nó múc phải làm. Đó, bọt sẽ tự lắng xuống là nó sẽ thành một nước đôi chén đậm đặc. Vậy giờ sao ta thấy ở dưới kìa. Ở đó. Nó ra nước đôi chén rồi. Giờ chỉ có việc là đợi bọt rút là bắt đầu xài được. 80 lít hả trời? 50. Đó, hai thao rất là bự. Đổ nước vô ngồi tắm. Có cái hướng dẫn luôn nè. Mình mua về là nó có hướng dẫn cho mình luôn. Mình lường 10 lít này ít bọt hơn nè. Chơi một gói hộp lau rin nè, vào nước, quậy đều. Chỉ có nguyên liệu bọt và muối thôi. Muối thì cái chất này amon lô rua.